quay lại mua. Đi chợ trước ạ. Nó bảo mua rồi mới quay. Ui, kiến cắn. Thảo gọi cá. Bình này, bình này giống hồi xưa. Có vào không? Có là có mà giá vào nhưng mà có chỗ thì phải. Gì? Trước thì ăn khổ. Cháo ngọt 20.000 3 cân. Ơ không phải em lấy cho cái gậy. Có gậy để xe. Cầm mè à? Ở đâu? Không, không bảo ở nhà. Ừ. Cần. Đấy nó đi cầm rồi đấy. Anh quên cái kia thì quên thì anh có cần cái này đâu. Quên gắn vào mũ à? Không phải anh có cần gậy bao giờ đâu. Có cái gậy cho nó sướng. Vì anh định gắn vào mũ cơ. Mình bảo là mình không có máy là mình chẳng nhớ gì hết. Bộ của nó đây. Phở đâu, phở đâu. Ờ, chắc dạy anh sau. Chắc ăn lần nó quên. Chiều giờ có bố nó yêu chiều giờ cũng rất xét với ta xét. Bên này phở bên này phở bên này phở bên này đóng hai thằng bạn đi tìm ăn phở mỏi được một cái khỏe hai ngày vui. Ôi đây tao đi luôn anh ra đây chứ đi mày cứ đi đi ăn kia kia ăn đây không được đó. Xem bắt băng cờ đã, đúng một cờ đã không thì... Đợi chờ cờ đi, à gọi cờ đi, đâu rồi. Người nó tập của em, tay cái tay nó la la. Ở bên kia hay sao? Giờ ta đi, ta đi. Này cũng cùng thế đi. Hai bát như nhau nhá. Pin mỏng bát chỉ như nhau. Ăn gì bảo đi. Hả ăn gì hả? Có phở gì đấy anh? Thịt ba chỉ các kiểu có thể con như nào bác chỉ. Một bác xin lạc ở đây. Em phải xin lạc rồi. Em đang ngồi đây đi, bác có đèn sửa này. Bác chỉ có bác đèn sửa không? Em bác chỉ hả? Không ngại gì mà. Thật tuyệt vời. Bộ ơi con bắt đầu sáng thì trêu tiếp lớn sân hôm nay là sân lớn nữa.
sắt đó. người một cái à. Thank you.
Thank you.